Nhang gì thơm dữ rồi ta, mọi người biết nhang gì không? Hiện tại em vẫn đang sử dụng nhang này là nhang bài mọi người nha. Nhang bài này làm từ thành phần là rễ của cây bài cộng với tăm tre Việt và keo bời lời thì sẽ sản xuất được ra cái cây nhang bài như thế này nha mọi người. Và cái mùi nhang bài này nó cho mọi người cái mùi thơm như thế nào? Cho mọi người cái mùi thơm là mùi của cái rễ cây bài thắp lên trên bàn thờ đa tiên, bàn thờ Phật thì nó sẽ cho mọi người cái cảm giác là nồng ấm nè, cái cảm giác thư thái đầu óc, tịnh tâm. Và mùi thơm này nó giúp cho mọi người dễ chịu nè, và đặc biệt là sẽ sử dụng được cho những người bị dị ứng viêm xoang thì có thể sử dụng được cái sản phẩm nhang bài này. Ở cái phòng thờ của mọi người nó đang có muỗi bay vòng vòng, nhang bài này nó sẽ giúp cho cái con côn trùng đó bay ra ngoài, bay xa hơn. Theo em Vân đánh giá thì cái mùi nhang của rễ cây bài này á, nó sẽ cho mọi người cái mùi thơm là mùi thơm trầm ấm nè, và giúp cho mọi người thư thái đầu óc. Và cái nhang bài này thì nó cái mùi của nó rất là đặc trưng, kiểu giống như là nó nghiêng về thảo mộc rất là nhiều á mọi người. Nếu như anh chị cô chú khách hàng nào muốn trải nghiệm thử cái dòng nhang mà về thảo mộc á, mùi thảo mộc á mọi người, nên mua cái nhang bài này về mình thắp thử xem coi cái mùi nhang có đúng phải là mùi của thảo mộc không nha. Và nhà em Vân có hai cái loại phân xăng để cho mọi người có thể mua về sử dụng, đó là 30 xăng và 40 xăng nha. 40 xăng thì phù hợp cho những gia đình mình có trần nhà cao thì mình có thể sử dụng cái phân loại là 40 xăng. Còn nhà ai mà trần nhà vừa và thấp thì mình sử dụng cái phân loại 30 xăng như thế này thôi, để tránh trường hợp cho cái trần nhà nhà mình nó không bị ám khói đen nhá. Còn chờ gì nữa, ghé ngay Hoàng Vân Shop mình mua cái nhang bài này về mình sử dụng thử mọi người nha.